Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em lại quay trở lại channel của em Long này. Hôm nay em Long lại lên để chinh chiến tiếp cho anh em con game Baccarat. Và xin lỗi anh em rất là nhiều, bởi vì là hàng hôm nay á, hiện tại hôm nay và ngày mai là sẽ có 4 cái đám cưới lận. Đấy, 4 cái đám cưới lận, thế nên là rất là ồn ào. Bây giờ đã ồn ào rồi thì không biết là ngày mai như thế nào. Thì mai em sẽ gọi là chơi sớm sớm đi cho anh em, để tránh trường hợp là bị nó hát karaoke cái tôi là một là đi, hai là cút thôi, là không có video để lên cho anh em, là cút đấy. Ok, hôm nay thì lại chắc là vào chơi tiếp cá kiếm quá anh em ạ. Hôm nay cũng vốn 43 củ thì xem 43 có cái cá kiếm được lên đồng nào nữa không anh em nhá. Á chà chà, làm tí về con đỏ tay đầu xem như nào đã, tay đầu theo đỏ như nào đã anh em ạ. 2 này, 3 này, K này, 7 này, 3 này, 7 này, bú tiếp cho anh em mình tay nữa này. À, bú tay đầu chứ, làm gì có tay nữa. Ok, mới tay đầu đã ăn rồi thì gọi là quá sướng rồi anh em ạ. Được rồi, thế là được rồi. Tay đầu ăn, tay thứ hai nghỉ thôi. Tay thứ hai em phải nghỉ. Quy, con này về Blair. Đít mẹ biết nháy. Vừa nói xong ra luôn con Quy 8 mẹ, quá tuyệt vời. Em đánh sole nên là không phang thôi. Tay thứ hai nghỉ này. Tay thứ ba rổ cầu 21 đẹp quá. Ok. 482 anh em nhá. Át này, 8 này, Z này, 9 này, 10 này. Ok, 1 điểm là gì đâu. 1 ra đầu tiên cũng không bằng 8 mà cả 9 ra đầu tiên anh em ạ. Đấy, lên luôn cho anh em mình 51 củ nhá. Ok chưa ạ? Ok quá hay chứ. Tay thứ 3 lại ăn rồi, tay thứ 4 lại nghỉ. Đấy, mình đánh lẻ. Nếu anh em thích thì em có thể em đánh chẵn. Nhưng mà thôi thì thường thường em hay đánh lẻ nó sẽ đỏ hơn. Cuộc sống này chỉ có đi lẻ thôi anh em ạ. Đỏ hơn. G 7 2 ơ bành cơ tiếp à? Cũng đúng, em cũng đang tính là phang bành cơ ra này đấy. Bẻ cầu, thánh bẻ cầu. Ôi 22 à? Con này về bành cơ phát nữa nhỉ. Nhưng mà ta đây phang nhỏ nhẹ thôi. Tay thứ 5 nhá. Đi 1 củ 4 thôi. 1.4 thôi. G 7 10 7 6 5 ôi xô, 77 ra 5 thì cuộc sống này nó cứ phải gọi là mút chun chốt anh em ạ. Ok nhá. Bú luôn một tay. Ôi nãy giờ là 3 dây thông 4 dây thông gì đấy rồi đấy. 135 là ăn hết rồi đấy. Ok. Thôi tay thứ 6 lại bỏ hò. Bành cơ à. Tay thứ 6 lại nghỉ thôi. 83 ra 1 đi, 2 điểm. Về bành cơ ra này thì đã khó. Ôi xô ôi. Vãi cứt nhờ. Thế thì con này theo cái hướng là cầu 21. 21 lập à, 21 đảo à. Con này mình cứ theo đỏ thử xem nào đã. Chỉ sợ theo 21 đảo thôi. 3 này, K này, 9 này, 5 này, 3 này. Đúng rồi, cao này dễ đi theo 21 đảo lắm. Tay thứ 7 chết. Cao này về con Blair. Tay sau về con Banker. Đúng rồi, 21 đảo con này về Banker. Thử xem, tay thứ 8 nhá. Tay thứ 8 đánh thử cho như thế nào. 3 8 át 8. Ôi dồi ôi mẹ mày này, 31 ra 5. Ủa thế là thế đéo làm nhỉ. Khôi cút rồi. Câu lạ nhỉ. Tay thứ 9. Tay thì 9, 10, 6, 2,
Át, ô hô, mày thì thần dự đoán này. 6-4 ra 1 thì chúng tôi à? Ok, gỡ lại ngay 42 điểm này mà làm gì tao. Thần dự đoán cút rồi. Và để nó cút rồi. Ok, tay thứ 9 mình gỡ lại anh em nhá. Tay thứ 10 mình nghỉ thôi. Có 22 rồi. Dễ. Trên kia thì cầu 1-2, dưới thì cầu 22. Con này thì về con đỏ rồi. Banh cơ. Đấy, thấy chưa? Con này về banh cơ. Đoán có sai đâu mà. Banh cơ tên này thì con này sẽ về bờ layer thôi. Ba cổ, tay thứ 11. Ok, tay thứ 11 nhá. Quy này, át này, 7 này, 9 này. Bố chưa? Lã 1 lại cần ra 9 nữa thì chỉ có là rồi mẹ mày cút thôi. Chờ khi 9-1 ra 9 thì mẹ lúc đấy mình còn khóc. Chứ còn kiểu này thì nó khóc chứ tôi khóc cái chó ấy. Ok, tay thứ 11 ăn, tay thứ 12 lại nghỉ này. Đó. Ôi lại bẻ cầu 1-2 chán ấy. Con này về banh bà Lê tiếp. Thần dự đoán nó theo đúng rồi. Đó, thấy chưa? Vậy bà Lê tiếp. Thần dự đoán theo đúng rồi. Ui, bù ấy. Đấy, ghê phết đấy. Đấy, tay thứ 12 nghỉ, tay thứ 13 đánh thôi. Để xem nào, con này là tay thứ 13 về đỏ đúng không? Làm tay 3 củ đi, nốt tay còn lại thôi. Tay lại ăn là chốt đâu đó tầm khoảng 20 củ anh em ạ. 8 5 7 át 7 2 ô sổ ơi, 5 2 ra 1 8 7 ra 7 này. Ok chưa ạ? Lên luôn. Thế là anh em mình đã chốt đâu đó từ 43 lên 63 là được đâu đó là 20 triệu nha anh em nhá. Và thôi thì chắc là xin với anh em là nghỉ thôi. Kiếm từng này thôi anh em ạ. Và anh em nào quan tâm yêu quý em cho em xin một like đăng ký kênh nhá. Còn giờ hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye anh em.